Ngọc xin mến chào tất cả cô chú anh chị đến với video của Sơn Ngọc. Chúc cô chú anh chị một ngày mới thật là vui vẻ mạnh khỏe gia đình. Phía trước Ngọc lại cô chú anh chị mình đây lại là ba của Ngọc nè. Chào cả nhà. Hôm nay là Ngọc với ba đến với lại cái hoàn cảnh mà chị gái mang bầu mà nuôi hai anh em mà bị tâm thần á cả nhà. Thì lúc trước Ngọc có ghi hình, Ngọc đăng tải cái video lên thì cũng có mấy cô chú quan tâm đến với cái gia đình đó. Rồi có gửi cho Ngọc một số tiền cũng khá là tương đối. Thì hôm nay Ngọc quay trở lại để Ngọc thay mặt những cô chú anh chị để Ngọc trao cái số tiền đó cho gia đình của họ luôn nha. Thì trước mắt của Ngọc với lại cô chú anh chị mình đây là mình thấy ai đang xây một cái móng nhà nè, mà sát bên nhà đây luôn. Thì bây giờ là Ngọc mời cô chú anh chị mình với lại Ngọc với ba Ngọc để vào trong nhà để trò chuyện với gia đình họ một xíu nha. Ôi, em chào chị, em chào anh. Rồi có hai bé nhỏ nè. Rồi ôi chị là gì với lại gia đình đây ha. Dạ. Chị là gì với lại bé Diêu á? Bé Diêu. Chị cả hả? Dạ, chị là chị cả ở nhà. Là hôm trước là có nghe bé Diêu nói là ở gia đình nhà nhà bé là có 7 người á hả? Đúng rồi, 7 người thôi. 7 người. À, là chị cả. Chị đây cũng là chị kế của chị đây. Dạ. Cũng là chị luôn. Là hôm bữa em lên mà em không thấy. Chị đi rồi đi chăn bò. Đi rải đi chăn bò luôn hả? Đây là mấy bé. Con của chị, hai đứa sinh đôi. Con của chị luôn, hai đứa sinh đôi luôn. Dạ. Bữa nay mình không đi rải ha. Bữa nay cho con đi học chút nữa con về và đi về lại. Hai đứa sinh đôi luôn nè. Đây hai bé. Chị ba Ngọc mới mang bánh lên cho mấy bé ăn ở cả nhà. Mấy bé ăn sáng hết chưa? Ăn sáng rồi. Dạ. Là nhà chị có mấy cháu rồi? Chị á, có chị có mấy cháu rồi? Chưa có cháu. Chưa có. Là con á. Con rồi. Dạ. Ba đứa rồi. Ba đứa rồi. Một đứa con trai và hai đứa con gái. Một đứa con trai là bước bé trai là đi học hả? Đi học. Dạ bây giờ là chị chờ bé trai đó đi về rồi chị mới đi rảy. Rồi hai bé sinh đôi luôn. Mấy tuổi rồi hả chị hả? Một tuổi rưỡi. Dạ. Anh là chồng của chị này hả? Rồi bây giờ em xin phép em vào nhà nha. Rồi con chào ba. Rồi, ba ăn sáng chưa? Đâu sáng rồi đau mệt. Đâu có thuốc nào mà uống. Thuốc rồi đau mệt. Ba đau mắt hả? Rồi. Đâu có nhìn được. Ban ngày là đau nhức. Ba đau mắt mà khóc nước mắt chảy luôn à? Đâu có khóc đâu, nước mắt chảy. Nước mắt tự chảy hả? Chảy tự y. Là hết thuốc là đau tới đau mắt rồi lát nữa trưa mình có đi lấy thuốc không? Hết thuốc là đau mệt, uống thuốc là dầm dầm. Dạ. Uống thuốc suốt ngày cả đêm đâu chịu nổi. Dạ. Rồi đau. Tới nữa trưa mình có đi lãnh thuốc về uống không? Thuốc tam, uống thuốc tam y tế xa đâu có thuốc ngoài đâu. Em chào chị. Thì hôm nay mình không đi rảy à? Không à. Rồi tí nữa trưa chị đi lãnh thuốc cho cô uống đi. Cô hết thuốc rồi cô đau mắt lại á. Hôm nay gia đình mình đông vui ha. Rồi còn bé đây ăn sáng, gia đình nhà mình ăn sáng hết chưa? Chưa ăn sáng hết luôn. Chưa ăn để đúng giờ ăn. Rồi hết thuốc hồi nào á chị? Cô hết thuốc hồi nào á? Chắc hôm qua hết thuốc không? Hôm qua mình hết thuốc cái không còn thuốc để uống, bây giờ nó tự nó đau mắt nó chảy nước mắt luôn à. Chảy mắt luôn. Không có thuốc là ngày. Hồi có thuốc là mắt của cô là đỡ ha. Là đỡ đau mình. Đỡ đau nước mắt chảy ra. Đỡ đau nước mắt không có chảy ra nữa.
mà hết thuốc là tự chảy ra. Tới nữa chưa chị đi lãnh thuốc hả? Thế này là mình đi lãnh có tốn tiền không? Không có, đem bảo hiểm. Đem bảo hiểm theo là không có tốn tiền. Mình đi lãnh thuốc xa không chị? Không. Trung Quốc hay gần á. Cũng hơi gần. Ừ. Ngay chỗ trạm xá đây đúng không? À. Trời ơi. Rồi. Thì bé đây bữa giờ bé có đỡ lên xíu nào không chị? Đỡ chút rồi, biết nói chuyện có hai câu rồi, còn cười nữa. Biết nói chuyện hai ba câu rồi, mà lại cười nữa. Còn anh trai ở ngồi đó hay sao? Thì anh trai vẫn vẫn như vậy luôn. Còn vẫn im ru vậy luôn. Hôm bữa giờ có bậy phá rồi gì không? Vậy là chỉ có bé đây là nó hơi đỡ một chút thôi. Thì cô cố gắng nha. Y như chú không chỉ con vậy đó. Thì dần dần em nó sẽ tỉnh ngộ nha con nha. Chịu khó nha con nha. Canh sáng và canh đêm trước khi đi ngủ á nha con nha. Mình chỉ có con ở đây thì cô sẽ giúp. Dạ. Người bao nhiêu đâu có biết. Viết chữ tay đây. Dạ. Mẹ nhìn. Dạ. Mẹ nhìn mẹ thấy mẹ nói được. Thì bé đây nó biết chữ mà. Thì đợi một chút con viết lại để đọc nha. Viết tay đây. Dạ, dạ. Chú đây. Thì mới nãy á, em thấy ở ngồi đây nè, mình đang xây một cái móng nhà á, là nhà đó là mình chuẩn bị xây hay là của ai? Nhà của mình ấy, nhà nước cho 50 triệu để xây á. À, là nhà nước ở mình là ủng hộ cho gia đình mình là 50 triệu để mình xây, chuẩn bị xây ngôi nhà. Ôi. Mình mới kêu công để làm cái móng thôi đúng không? À. Cho 50 triệu để làm luôn. Rồi. Thì ngôi nhà này là hồi đó nhà nước mình cũng ủng hộ hay là sao này chị? Nhà nước cũng ủng hộ. Dạ. Mà lâu rồi đúng không? Lâu rồi, dạ. Xưa rồi. Bây giờ nó dột nó hư hết rồi á. Chắc là cái nhà này chắc cũng rất là lâu rồi ha. Nhà thì lâu quá chứ. Giờ nhà nước nhà nước thấy nó sợi sập quá rồi. Giờ nhà nước ủng hộ 50 triệu để làm cái nhà tôn sao không ạ? Dạ. Thì ban nghĩ như vậy. Chứ nếu mà xây thì nhà 50 triệu là không cách nào mà đủ. Con nghĩ vậy hả? Mình mấy hôm mình cũng hay làm những cái nhà tôn mà cũng đã mười mấy 20 triệu rồi. Đúng rồi. Thì cái nhà nếu mà làm đơn giản thì phải cái cỡ đó. Dạ. Nhà nước mình đứng ra xây cho luôn hay là quay ha? Cho luôn. Dạ. Thì cứ nhà nước mình lo cho những người không có công cách mạng đó. Dạ thì tôi đầu tiên cách mạng, đầu tiên nhất công mẫu người ta cách mạng. Nhà tôi tình đâu cũng biết đâu cũng được rồi. Tình ba đây ta thì nói là nhà đây là làm căn bộ đầu tiên nhất. Tôi nói làm căn bộ đầu tiên nhất. Tình mới biết. Tình đây là không sợ không sao, cứ qua cho vài 20 triệu để sau người ta nhìn xét lại gia đình quá khứ. Bữa nay thấy vui vậy. Mẹ đâu có thấy vui vậy. Muốn bày à? Bé thích ăn bánh đúng không hả chị? Ngâm là đi ngâm bạc kiểu ngâm tâm xin nhỉ con. Có lẽ là thiệt cũng thèm nhưng mà không có tiền thôi con ha. Dạ. Đâu có nó mua đâu. Cô qua là cho cái em đây cho em kia mẹ mua cho con ăn. Rồi bên mẹ không có tiền đâu mà cho mua ăn. Bé thích ăn bánh, đòi bánh mà mình không có tiền cho bé ăn. Rồi. Bánh là ba Ngọc cũng mới đem lên luôn á cả nhà. Đem lên cho mấy em ăn. Ngon không? Ngon không? Thế đủ có giá không? Thế đủ có giá hả? Em nó biết trả lời không? Biết. Có trả lời, trả lời ít. Có lúc biết trả lời. Dạ. Hồi đó là có không? Ăn ngon không? Ăn thấy ngon không? Có, chơi thì có. Ăn thấy ngon không? Hả? Sao đúng như con, bà già nhỉ? Ngâm ra cái hình. Ăn thấy ngon không? Ngon không? Bánh ngon không? Hãy đợi
Em nghĩ chắc đông người quá em bé sợ. Đúng rồi. Nhưng mà chú Phong lên, chú Phong thấy bữa nay tỉnh táo mà phải sáng suốt đó rồi. Theo con thấy cũng vậy luôn á bà, con thấy bé hơi lanh một xíu á cả nhà. Thì cố gắng nha con nha. Em sẽ từ từ. Dạ, dạ. Con sẽ một chút con sẽ nhờ cháu Ngọc đi vô xong bắt đầu lại cho chị đọc để mà còn xin nghe nó bay chơi cho chú đỡ để mẹ đọc biết biết trên đó hả biết trên đó đây. Sợ nó sẽ bay mất á đồng một bài đồng một được là chỉ có anh mình nói được còn đâu cũng biết nói đâu không hiểu đâu không mẹ nói cho con cũng biết được. Mắt của cô còn đau không? Mắt của cô hiện tại bây giờ là nó có đau không? Đau mẹ hôm nay đau mẹ mẹ bữa biêu ông già đi lấy thuốc cho tụi ông già đi lấy ông già đi rải rồi. Dạ, lát nữa em đi lấy cho cô. Mắt của cô là mắt của cô là hiện tại là không đau đúng không? Nó cứ chảy nước mắt ra nhưng mà nó không có đau. Vừa chảy vừa đau vừa chảy vừa đau luôn. Đau luôn, đau không nhịn được. Dạ, lát nữa mình đi lấy thuốc về mình uống vào là nó sẽ không đau nữa. Thuốc giảm đau. Dạ, bây giờ cô thấy đường cô đi không? Thấy mờ mờ đi đây. Thấy mờ mờ đi đại thôi hả? Ừ, đi đại đâu có người ta đi cho tôi đâu. Trời ơi, đau đến nỗi mà chảy nước đi mắt, đại. Nước mũi luôn à. Ban ngày ban đêm cứ chảy mắt luôn. Ban ngày ban đêm là nó chảy luôn hả? Ừ. Cứ uống thuốc suốt ngày cả đêm. Rồi. Đâu có chịu nuôi. Thuốc y tế xa, đâu có thuốc ngoài. Đâu có tiền đâu mà mua thuốc ngoài. Rồi bác đi rải rồi đúng không? Rồi bây giờ là chị dẫn em ra ngồi xem anh trai ở ngồi đó như thế nào ha. Dạ. Ôi thì em thấy cái ngôi nhà này là của ai nên nè chị? Mấy hôm em quên em chia sẻ. Của chị. Chị gái mới nãy là có hai đứa sinh đôi á ha, hai bé sinh đôi. Rồi bây giờ mình vào trong đây một xíu được không? À. Nhà này làm hơi lâu rồi, 2 năm rồi bỏ hoang luôn. 2 năm rồi bỏ hoang. Dạ. Là hiện tại là chị vẫn còn ở đây luôn đúng không? Ừ. Chị đó là mình ở đây luôn, đây là nhà chính của chị luôn. Nhà đây là nhà đây nữa, với lại cái nhà bé bên đây nữa. À bên đây thì có đầy đủ nè, Ngọc thấy có đầy đủ hơn nè. Cái nền bê tông nè cả nhà. Cái nền hồ bê tông nè. Với lại chỗ ngủ. Ôi có trái khen rồi nữa kìa. Có giấy khen đồ chắc của ai đây chị? Của con chị ạ. À, con chị học giỏi lắm ha. Rồi. Học mẫu giáo mà có giấy khen luôn hả? Rồi, chị chồng của chị ở đâu ha? Chồng chị đi làm. Chồng chị đi làm hết rồi. À, đi làm xa hay là ở đây chị? Đi làm gần. Gần thôi. Nhà cũ. À. Làm hồ đúng không? Em thấy ở đây có những cái đồ nghề mà làm về hồ nè. Nhà này là hồi đó hai vợ chồng của chị là làm nên luôn hay là có ai ủng hộ này kia không? Hai vợ chồng làm nên. Ôi, nhưng mà điều mình làm nó chưa có hoàn chỉnh ha, cái nền nó chưa có gì hết cả nhà. Ngọc nghĩ nhà này chắc bây giờ là làm nhà kho thôi. Nhà kho để mình để đồ thôi ha. Thôi bây giờ mình đi ra ngồi anh trai ngồi đây. Ôi con Cuba, con dê nè. Con dê hình như là hồi lúc anh của em có mang lên gửi tặng đúng không? Nó đẻ chưa ha? Nó chưa đẻ. Ôi mình nó đang ăn đậu á, nó đang ăn đậu phá của mình á. Ui anh đang cười trong đó cả nhà. Ôi chào anh, anh hiểu không? Hiểu. Hiểu. Anh đang làm gì á? Hả? Thôi mình hỏi anh mà, rồi anh trốn cả nhà. Anh mới ăn bánh uống sữa ha chị.
Ôi, anh trốn cả nhà ơi. Cười không à? Không trả lời đâu, nói chuyện không trả lời. Anh không biết trả lời làm sao hết á. Ôi, cái giọng của ai nằm trong đây mà cột cao vậy chị? Của anh á, anh tự cột. Anh tự cột, tự leo nằm luôn. Trời ơi, cột cái giọng cao chốt bốt lên trên nhà luôn rồi cả nhà. Nước anh ở trong đây là nước, đây là như thế nào? Để uống hả? Cho anh uống hả? Không, nước này để tắm. Tắm? Là mình tắm cho anh đó ha? À. Trời ơi, anh nằm anh nhịp chân nè. Mình cứ xích cái cọng dây xích ngay chân anh vậy thôi. Như nhiều lúc mình xích cọng dây xích như vậy thì nó có bị ảnh hưởng đến cái chân của anh không ha? Có chứ. Nó có bị lát này kia không á? Có bị chút chút. Chút bị chờ không thấy. Tại vì hồi chút á, cục chân chặt quá nên bị xước á. À, hồi đó là mình cột chặt quá là bị xước. Nhưng mà bây giờ là mình cột nó lỏng ra cho nó đỡ. Anh ơi. Anh ơi. Anh ăn cơm chưa? Anh chỉ biết cười thôi. Anh chỉ biết cười thôi. Mình có hỏi anh cái gì anh cũng không có biết trả lời gì hết trơn. Anh không biết nói chuyện một mình. Ngồi nói chuyện một mình luôn. Nói chuyện người kinh á. Anh định nói chuyện một mình. Anh nằm này nói chuyện hả? Nằm cười. Bây giờ mà anh mà hát một bài là hay ha. Tối là anh hát. Tối là anh mới hát. Trời ơi. Tí nữa mình có anh cho anh ăn ăn cơm ăn sáng này kia không? Dạ. Hồi đó giờ là mình đi kêu thầy này kia để mình chữa cho anh nhưng mà không bao giờ mà bớt luôn. Bước một lần có đi lấy thuốc ở chỗ Nha Trang. Dạ. Đỡ xíu, hơi tỉnh, anh nói chuyện được, nghe mình nói chuyện hiểu được. Nhưng mà lúc đó thì anh uống có 3-4 ngày, còn đưa cho anh lâu lâu thì anh bỏ anh quăng á, anh không uống nữa. Là mình cho anh uống thuốc là anh đỡ hả? Chứ không phải là mình kêu thầy chữa. Thầy chữa không đỡ một chút luôn á. Thầy chữa không đỡ một chút nào hết, nhưng mà mình cho anh uống thuốc gì ha? Thuốc mà mình cho người ta uống để mà chữa bệnh tâm thần á hả? Đúng rồi. Để tỉnh xíu á. À, cho uống thuốc tâm thần thì anh đỡ. Đợi chút á, nhưng mà anh uống đâu, anh văng thuốc á. Văng thuốc luôn? Ừ. Rồi. Nhưng thì... mà anh uống thì cũng thấy đỡ xíu á. Dạ. Nhưng mà mình cho anh uống thì anh không uống. Nếu như mà anh uống được á thì anh đỡ đúng không? Ừ, đúng rồi. Rồi. Vậy là chắc Ngọc nghĩ anh bị cái gì đó không phải là về tâm linh đâu cả nhà. Chị nói là cho uống thuốc của những người tâm thần á, thì anh đỡ mà kêu thầy cái đồ này kia rồi cúng kiến đồ này kia nhưng mà không có đỡ. Mà lại cho uống thuốc lại đỡ. Bé gái ở em gái ở trong đó là có uống thuốc tâm thần không chị? Không đi lấy thuốc. Không đi lấy thuốc hả? Là mình lấy thuốc là tốn tiền hay sao? Tốn tiền lắm. Tốn tiền lắm hả? Chung ở xa lắm, chỗ đó là hàng xóm chị chị đi lấy bệnh viện ở Nha Trang, chỗ Cam Ranh Thăng Lan gì á, không biết nên lâu quá rồi. Hàng xóm chị hả? Chị đi lấy thuốc chỗ đó mà anh uống cũng hơi tỉnh chút. Một lần mình đi lấy vậy thì tốn bao nhiêu tiền hả chị hả? Đúng 200-300 gì á. 200-300 luôn.
À, nhưng mà một ngày thì mình đi chăn bò mướn thì đâu có được cái số tiền như vậy đâu. Không có được như vậy. 50 nghìn là đúng không? Ừ. Lúc đó là đi mua, không phải người ta cho không đâu. Mình đi mua một... Như hồi đó thì đi. Thì chú đó là chú tính của người ta, không phải tính của mình. Đúng rồi. Nhưng mà hồi đó chị cho, nếu như cho một ngày á, mà hai anh em uống luôn, là mình tốn hết bao nhiêu tiền? Một ngày mình uống mấy liều hả chị hả? Uống 3 liều. Uống 3 liều. Túi. Dạ, mà 3 liều á thì bao nhiêu tiền hả? Em cũng không biết nữa. Không biết nữa hả? Nhưng mà một lần mình mua 200 nghìn, là uống mấy ngày? Uống là được 3 ngày á. 200 nghìn mà uống được 3 ngày. À, vậy tính ra một ngày thì tầm 60-70 nghìn gì đó, hai anh em. Dạ. Nhưng mà hồi đó là mình cho anh uống thuốc, đó là anh bình thường. Anh hơi đỡ một xíu thôi, chứ không phải là bình thường đúng không? Anh hơi đỡ. Đúng rồi. Chuyện cho mình. Rồi. Nói chung biết trả lời mình nói chuyện, biết hết. Dạ. Như tí nữa em sẽ đưa cho chị một số tiền đó, rồi chị có thể đi lấy thuốc có giờ cho anh uống được không? Nhưng mà chị không biết đường, không biết chỗ nào, lúc đó là toàn là anh cả, anh hai không? Anh hai. Nhưng mà mấy anh đó làm biến đi lắm, không ai chịu đi hết, ai cũng bận hết. Nói chung là ai cũng đuổi thừa cho nhau đi hết. À, nói chung là ai không có cái trách nhiệm hết đó ha? Ừ, đúng rồi. Rồi. Nhưng mà chị đang mang bầu như thế này chắc chị đi không được rồi. Rồi. Làm nhịp giò thôi cả nhà. Cái này tí nữa mình tắm rửa cho anh luôn chứ đúng không? Thì bây giờ em có một cái bất ngờ như thế này, thì bây giờ mình vào trong nhà ha. Vào trong nhà để Ngọc có một người chú, thì chú muốn ủng hộ cho gia đình nhà bé nè. Thì chú muốn gọi phone đó cả nhà, gọi phone để nói chuyện với gia đình bé luôn. Gia đình chị nè, Ngọc nói lộn. Thì chú muốn gọi phone để mình nói chuyện á, rồi chú ủng hộ cho gia đình nhà chị một số tiền. Bữa giờ là mình làm cái móng này là mấy ngày rồi chị? Một tuần rồi hả? Ôi, cũng rộng ha. À, bề dài này là bao nhiêu mét đó chị biết không? Chị ơi, bề dài này là chị bao nhiêu mét này chị biết không? Nói chung là nhà nước cho người làm luôn. À, là nhà nước tự kêu công làm luôn. Là mình không biết bao nhiêu mét hết. À. Ôi, cả nhà ơi, thì bây giờ là Ngọc sẽ gọi cho cái chú đây để chú có thể nói chuyện trực tiếp với lại gia đình của chị luôn. Dạ, con chào chú ạ. À. Dạ, thì bây giờ là chú nói chuyện với lại gia đình của chị gái nha. Dạ, đây à. Dạ. Mở hình cho chú để luôn. Chú camera coi chứ. Dạ dạ dạ. Mở hình cho chú thôi chứ thôi chứ. Đây ngủ lại cho. Đây. Alo. Dạ chào chú. Các bạn chị có thấy mà gia đình của con khổ á. Rồi bà gửi cho con 5 triệu đó để con giúp đỡ gia đình được, phải giúp đỡ cho gia đình được làm những chuyện gì làm ha. Dạ con cảm ơn chú nha. Rồi rồi không có gì đâu. Rồi cố gắng lên thôi. Cảm ơn chú quan tâm đến gia đình con. Rồi rồi gì được vậy ha. Dạ chú ơi, chú có muốn nói chuyện lại bé mà bị tâm thần không ạ? Thôi khỏi đi, tại vì nó cũng đâu có việc gì đâu nói được, khi nói đâu nó cười cười thôi. Đây là bé bị tâm thần này anh ạ. Còn đây là mẹ của bé tâm thần. Dạ. Dạ. Đây là em là ba của cháu Ngọc.
Dạ. Thì hôm nay cũng thay mặt của anh á, để lên trao số tiền cho gia đình của em bị bệnh nè. Thì cũng thay mặt gia đình để cảm ơn anh rất là nhiều, anh quan tâm tới gia đình đó. Em cũng xin cảm ơn anh nhiều nha anh nha. Dạ, cũng cảm ơn anh với con anh đã đi đến cũng xa xôi. Dạ, dạ. Dạ, thì chú có muốn gửi lời nào đến với gia đình nữa không ạ? Gửi gia đình, chúc cho gia đình mọi sự may mắn nhiều hơn, cố gắng lên, vượt qua mọi khó khăn. Dạ, bài chú. Bữa nay rất là tỉnh táo rồi chú ạ, anh ạ. Dạ, thế rất là đỡ. Rồi, chúc cho gia đình được cố gắng lên, vượt qua mọi khó khăn, vượt qua mọi gian khổ thì sẽ cùng với cuộc sống tốt đẹp hơn. Dạ. Xin cảm ơn anh nha anh. Dạ, cảm ơn anh với con anh ha. Dạ, cảm ơn anh nhiều. Dạ. Rồi, cảm ơn anh nhiều. Rồi. Dạ, dạ con cũng xin thay mặt gia đình cảm ơn chú rất là nhiều nha. Dạ. Rồi, cảm ơn con với ba con có thời gian chạy lên đây cũng đủ khó khăn. Tại chú nghĩ từ ngày con đi chưa được chứ, tại thấy bão, mưa bão quá, chú nghĩ con đi chưa được. Dạ. Rồi con cũng rất cảm ơn con nhiều với cho ba con đã đến có công đi đến gia đình chia sẻ với người ta chút gì cho người ta vui. Dạ, dạ rồi con sẽ thay mặt chú để con gửi cái số tiền là 5 triệu đồng để con gửi tặng cho gia đình. Dạ. Chú cảm ơn con nhiều nha. Dạ, con cảm ơn chú ạ. Chúc chú sức khỏe ạ. Cảm ơn con. Dạ. Rồi thì chú tắt máy rồi cả nhà. Bây giờ là Ngọc sẽ thay mặt chú để Ngọc đưa cho gia đình của chị là 5 triệu đồng thì chú ủng hộ cho gia đình chị á. Vui không? À, sao không nói? Sao không nói chuyện? Đưa lên cái coi. Mấy phần không từ nè. Đưa lên đây bữa bữa sau chứ không lên nữa nè. Hiểu. Đây là 5 triệu đồng của chú mới gọi cho mình á, là chú gửi cho gia đình mình. Chị đếm lại thử đủ không? Đưa tay đây. Nè. Ngồi xuống 5 triệu đúng không? Dạ, rồi. Thì Ngọc, lúc mà Ngọc ghi hình cái video trước ở cả nhà, Ngọc có ghi hình nhà chị nè, rồi Ngọc đăng tải video lên thì cũng có chú xem được, thì chú có gọi phone cho Ngọc đã rất là lâu rồi, 4-5 ngày nay rồi cả nhà. Thì chú gửi cho Ngọc một số tiền là 5 triệu đồng nè, để tại vì Ngọc đi làm dưới thành phố nè, cho nên là Ngọc phải hiện chú là để khi nào mà Ngọc lên trên gia đình của chị với lại mấy cô thì Ngọc sẽ gọi phone lại cho chú để chú biết chú lên chú nói chuyện á. Thì hôm nay là Ngọc thay mặt chú để Ngọc gửi tặng cái số tiền đó để cho gia đình chị. Chị muốn sử dụng cái số tiền này như thế nào thì chị sử dụng. Thì Ngọc thấy là hôm nay là nhà nước mình cũng có ủng hộ cho gia đình của chị một ngôi nhà thì Ngọc thấy đã rất là vui rồi. Với lại một phần nữa thì Ngọc thấy em gái nhìn cũng đã tươi tắn lên rồi cả nhà. Bữa nay cười vui rồi cả nhà. Đây nè, nhìn lên đây nè, cười lên cho cả nhà mình thấy con. Đó. Rồi, tí nữa thì chị đừng có quên là mình đi lấy thuốc cho cô uống nha. Cô uống mắt đó. Nha con nha. Nếu mà đi lấy thuốc mà thuốc đó uống chỉ có giảm đau không thì con sẽ đi mua thuốc ngoài, ở ngoài tiệm thuốc tây á, chỗ bác sĩ á, mua cho ngoài uống nha nha. Ôi. Tại vì chứ để quay càng ngày càng nặng là không có được nha con nha, con phải cố gắng. Rồi thì Ngọc cũng không biết nói gì hơn nữa cả nhà. Thì video này với lại gia đình của chị á, thì cô chú anh chị nào mà chưa xem được cái video mà Ngọc ghi hình của gia đình nhà chị á, thì mong cô chú anh chị vào lại cái video mà Ngọc đã chia sẻ lên rồi á, thì cô chú anh chị nào mà chưa xem thì vào xem lại giúp Ngọc nha. Thì cô chú anh chị nào xem rồi thì đừng quên bấm cho Ngọc một like, một lượt đăng ký kênh nha, ủng hộ cho Sơn Ngọc để Sơn Ngọc có cái kinh phí để sau này Ngọc có thể tự tay Ngọc để đi giúp đỡ những ông bà cô chú anh chị đồng bào nghèo trên đây, hoặc là những người nghèo khó khăn khác nữa.
Thì một lần nữa là Ngọc cũng xin cảm ơn cô chú anh chị mình đã dành thời gian quý báu lại xem video của Ngọc. Chúc cô chú anh chị ngày mới thật là vui vẻ mạnh khỏe bên gia đình. Bye bye cả nhà, hẹn cả nhà những video tiếp theo.